Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta sẽ được lắng nghe một câu chuyện của một nhân vật đến đây. Không biết là câu chuyện tuần rồi thì mọi người đã tạm dọn dẹp cảm xúc của mình để ở đó và tiếp tục đón nhận thêm một câu chuyện của tuần này hay chưa? Chúng tôi hiểu rằng mặc dù là mỗi một tuần chúng ta chỉ lắng nghe một câu chuyện thôi, nhưng cuộc sống ở ngoài kia thì mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua chắc chắn luôn luôn có những cái sự biến động, có những cái mảnh đời, có những hoàn cảnh mà ở đó câu chuyện của họ cũng rất là đặc sắc và không ai giống ai. Tuy nhiên thì với một cái thời lượng có hạn, với một cái nhân duyên hạn hẹp thì mỗi một tuần chúng ta cũng chỉ có thể đón nhận một tâm tình. Và ngày hôm nay câu chuyện đó là của ai và đó là câu chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ đón sự xuất hiện của nhân vật đến với chương trình. Chào em. Chào chị. Chắc là mình sẽ giới thiệu về bản thân mình với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ha. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hồ Đức Lợi, được mọi người biết đến với vai trò là một ca sĩ và diễn viên, và mình cũng là cựu thành viên của nhóm nhạc V-Music. Thế thì khi mà ngày hôm nay em có mặt ở đây cùng với chị, thì nếu dùng một cái từ nó rất là khái quát thôi để mô tả về cái câu chuyện mà em bộc bạch với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay, thì em sẽ dùng cái từ khóa gì để mọi người có thể mường tượng được cái câu chuyện sắp được nghe? Chắc em dùng từ con rối đi. Con rối. Cái con rối mà người ta cột dây rồi người ta điều khiển và mình không có được nắm cái quyền và làm chủ chính mình trong đó. Mình vào thế bị động. Con rối đó là con rối của một bạn Lợi trong quá khứ. Dạ. Hay là đến ngày hôm nay thì cái con rối đó nó vẫn còn đang tồn tại? Nó tháo dây được chưa? Tháo dây thì em nghĩ là dùng cái từ gọi là em đang muốn tháo dây thôi, chứ em đang ở trong cái giai đoạn là em làm gì em cũng bắt đầu e dè. Em sợ. Em kêu là chết rồi, mình làm gì không biết mình có bị người ta ổn không, có nên làm như vậy hay không. Làm cái gì cũng sợ hết trơn, tại vì mình đã bị dắt dây quá nhiều lần ở trong quá khứ rồi. Thế thì bây giờ em sẽ nói về những cái sự kiện nào để ở đó cái từ con rối nó trở thành một cái hình ảnh mang tính tiêu biểu như vậy trong cái kết luận của em? Đầu tiên chắc em phải nói về cái biến cố lớn nhất trong cái sự nghiệp của em. Đó chính là trở thành con cờ của truyền thông. Thì mà bây giờ các bạn, năm 2015, em ước gì khi mọi người search ra trên Google là những cái thông tin tích cực hơn, và em không có những cái thông tin về tiêu cực, về drama như vậy. Cái việc em đi thi là em tự nguyện hay là một ai đó ép buộc? Thật ra không ai ép buộc, mà là em được một bạn trong ekip nhắn tin hỏi là em có muốn đi thi không? Bên đây đang tuyển sinh này kia, ok vậy thì nạp hồ sơ giùm em đi thi thử cho biết. Nhưng mà thật ra lúc đó không phải thi thử đâu, mà mình cũng nghĩ trong đầu là mình chắc ngon nè, mình ok nè, mình tại vì mình cái tuổi trẻ mà mình nghĩ là mình đã từng ở trong một cái nhóm nhạc, mình đã từng chinh chiến khá là nhiều rồi, thì mình nghĩ vậy là mình hay rồi. Nhưng mà nếu mà thời điểm mình xét về cái thời điểm quá khứ thì rõ ràng là cái tài năng thời điểm mình không có giỏi thật. Em nhớ là lúc mà chuẩn bị vô cái phòng thi thi mà để quay hình để ấy á, thì cái anh giám đốc nhạc đó nói với em là chương trình đang thiếu một cái người là phải vừa biết hát này nha, vừa biết nhảy. Thì em cũng biết nhảy, thì kêu là em vô em phải vừa hát vừa nhảy cái bài đó nha. Thì em cũng làm theo đúng thôi, nhưng mà chắc là do mình chủ quan quá rồi. Thì rõ ràng là tại vì do phần thi của mình nó không tốt. Thì tức là trước hết mình vẫn phải nhận trách nhiệm của mình. Dạ. Là mình đã làm không có tốt. Dạ. Nhưng mà lúc đấy mình làm là mình làm với một cái tâm hồn nhiên. Dạ đúng rồi, em làm một tâm thế rất là hồn nhiên. Trước khi mà vô thi á, thì như là bình thường là từng người đi ra đi vô, bà thí sinh đi ra thì sinh khác để vô thi đúng không? Nhưng mà tới lượt em thì tự nhiên bên ban tổ chức lại chặn lại, ngăn em lại khoảng đâu chừng 15-20 phút gì đó, em không có cho em vô. Thì khi em vừa bước vô, tự nhiên cái ban giám khảo phá lên cười. Cái mọi người cười lên, cái ủa cái gì kỳ vậy ta, tự nhiên mình mới bước vô mình chưa làm gì thì mọi người cười gì. Cái lúc đó là mình bị quéo, mình bị kiểu mà mình tâm lý mình không ổn rồi. Rồi mình cứ hát rồi cứ nhảy vậy đó, thì cái em mới nghe được câu là em chỉ phù hợp vừa hát lip sync và nhảy thôi. Mà cái thời điểm cái thời điểm đó là cái cụm từ mà hát lip sync và nhảy rất là nhạy cảm đối với em trong thời điểm đó, tại vì cái nhóm nhạc V-Music thời điểm đó liên tục bị ném đá bởi những cái chuyện như vậy. Xong rồi cái em nói ủa sao tự nhiên cái nói gì vậy ta,
Thì không lẽ là mình bị gai hay gì rồi, nghi rồi. Rồi nếu mà mọi người có xem lại cái phần thứ đó, em liên tục bị đả kích. Nhưng mà ở trên đây em cứ dạ em cười em nghĩ là thôi bây giờ không được nói gì hết trơn, nhưng mình nói vậy là nó bậy á. Thi xong cái em đi ra ngoài thì nghĩ đây là một thi kính, thì tự nhiên em ra ngoài lại có một số phóng viên tới hỏi em là ở trong đó giám khảo nói em vậy này em đã phản ứng như thế nào. Giám khảo đã cứ nhắc xoáy hoài cái vấn đề là hát lip sync và nhảy kêu là để nói về không có tài năng hát live này kia đó. Em không trả lời. Thì cái lúc em về tới nhà đâu như không nhớ, 7 ngày nữa không nhớ nữa, hàng loạt báo chí đăng lên luôn. Thực ra là cái tiết mục của em không được phát sóng. Không có phát sóng trong cái chương trình chính thức, mà lại là một cái thông tin rò rỉ từ một cái link, một cái tài khoản YouTube khác đăng cái phần thi của em lên. Đó là cái câu chuyện mà mình tham gia một cuộc thi dạ. với một cái sự hào hứng dạ. Thất bại cũng được, nhưng chí ít mình nghĩ là mình cũng có một cái tuổi trẻ rực rỡ. Nhưng không ngờ là không ngờ mọi chuyện nó không có nằm trong cái sự hình dung của mình. Dạ. Hài nhất là cái chuyện là thời điểm đó em mới kinh doanh chó mèo và các đối thủ cạnh tranh về cái lĩnh vực mà buôn bán game á, họ lại dùng cái đó luôn để họ đi đăng lên trên các trang Facebook của họ để truyền bá và để gọi là ô thằng này nó cười vô em như vậy. Lúc đó em như thế nào? Cái thời điểm đó là em nghĩ là em bắt đầu là có cảm giác em hoài nghi nhiều hơn về chính bản thân mình. Em hoài nghi về năng lực của mình. Về năng lực của mình, về tất cả mọi thứ. Và nhiều khi là em bị sợ đến mức là không biết mình có nên nói chuyện với người ta, kiểu là nói cái câu này có nên nói hay không, nói đúng hay là sai, rồi mình em không dám nói chuyện với người ta luôn. Thế thì sâu chuỗi lại, em hình dung rằng cái cuộc thi đó mình giống như là một cái công cụ. Dạ. Đúng, cảm giác như vậy là sau cái cuộc thi đó em cảm giác giống như là em trở thành một cái công cụ để cho người ta đánh bóng cái tên chương trình của người ta. Và người ta chưa biết là người ta đạt được cái mục đích của họ là cái chương trình của họ được tiếp cận nhiều với khán giả, nhưng mà không quan tâm tới cái cảm xúc và cái đời sống bên ngoài của cái con người cái trong đó như thế nào. Lúc đó em cũng đã quen một người yêu nữa và em cũng chia tay với người yêu thời điểm đó luôn. Rồi sau đó thì những cái con chó con mèo thì chúng một cái đợt dịch. Xong rồi cũng mất hết luôn, xong rồi cũng ngay thời điểm đó luôn là em cũng mất hết tất cả luôn. Mình trắng tay. Dạ, thời điểm đó thật sự là em không chơi với ai hết. Em cũng không có nói chuyện với ai, thậm chí là những người bạn trong nhóm rủ em đi ăn, đi uống, đi chơi với mọi người á, thì mọi người ai cũng chơi vậy, em cũng ngồi một chỗ em nhìn mọi người vậy đó. Xong rồi ngay cái tụ tập, cái đám đông em cũng ngồi em nhìn mọi người, thậm chí mọi người quay mọi người nói là ủa, sao bình thường thấy mày nói nhiều lắm mà sao tiên bữa nay mày ngồi im mày nhìn không vậy? Thì với em điều đó nó bình thường. Dạ. Cái sự ngồi im đó của em nghĩ là một phản ứng bình thường. Em cứ ngồi, cứ có lúc thời điểm cái suy nghĩ em nó cứ sao sao. Em có nghĩ là tại thời điểm đó em đang bị rối loạn lo âu không? Chắc vậy đúng không? Sao lại là chắc vậy được? Mà phải là chắc chắn chứ. Dĩ nhiên là chị kết luận như vậy thì chị cũng có chủ quan. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là nè, bình thường em không như thế. Dạ. Bình thường em đã không như thế. Thông qua việc em tự đánh giá và bạn em cũng nói như vậy. Cái thứ hai là tự nhiên lúc đó mình không muốn làm gì hết. Mình mất động lực để mình làm một cái gì đó. Mình cũng không có tha thiết với cái việc là kết nối với mọi người. Và bên cạnh đó là mình đang phải xử trí một cái mớ bồng bông mà ở đó. Ủa sao tự nhiên tôi rớt vô cái mớ bồng bông này vậy, rồi bây giờ tôi phải làm gì đây? Thì tôi rất là thất cổ bé họng và có vẻ như mọi người đã đặt để hết rồi. Tất cả nó đều nằm trong kịch bản của mọi người rồi. Mình cũng không biết phải làm sao cho nó đúng và cho nó trúng nữa. Thì rõ ràng là cái việc mà em thu mình lại, em không làm gì cả, nó là một cái hành vi bất thường chứ. Thực ra là xong cái thời điểm đó là em có bị bệnh. Thì chụp em đang đi ngoài đường cái em bị liệt nửa bên vậy luôn nè. Do không có anh giấy thì bác sĩ chụp là có một cái lằn ở trên não của em. Rồi em nhớ là 15 ngày, trong 15 ngày là em không ăn không uống, chỉ truyền nước biển thôi. Truyền nước biển thôi, bác sĩ có nói với mẹ em là giờ chuẩn bị hậu sự cho em đi. Mẹ là người bên cạnh mình lúc đó. Dạ. Xong rồi cái không biết sao tiện tới ngày thứ 15 em ngồi vậy, em mò vậy, em lấy cơm trắng em ngồi em ăn là vậy. Em tự nhiên em một cái giống như một cái gọi là nó kỳ tích hay ta, dùm chữ đó đúng. Cái em ngồi em ăn cơm trắng vậy đó. Thì y học thì gọi là kỳ tích. Nhưng mà thật ra lúc đó là em khao khát được sống. Và tối em lại không muốn chết. Chứ em chỉ nghĩ rằng là vậy nè, em mà mẹ em đã dành nhiều công sức cho em vậy rồi,
em dùng cái ý chí của mình nói là em không có muốn chết đâu, mình còn nhiều thứ mình đang còn chưa làm được lắm. Lúc đó thì em chỉ nhớ ăn máng đâu là mẹ cứ núp sau giường cái mẹ ngồi khóc hoài à, cứ khóc không à. Đến ngày thứ 16 bỗng dưng là mình hồi tỉnh. Dạ. Ngỡ ngàng luôn. Xong bác sĩ vừa vào bác sĩ nói thôi cho đi về đừng ở trong đây nữa. Thế thì lúc đó em có quyết định đây được coi như là một cái giai đoạn mới, mình sắp xếp lại cuộc đời của mình không? Thật ra thì trước khi mà em bị bệnh á, em có đã suy nghĩ rồi. Em nói là bây giờ trước khi để cho bệnh trở nặng lên á, em đã suy nghĩ rồi, em mới nói là không có một cái định hướng rõ ràng là không được. Cái em mới quyết định là em chọn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Thi lại một lần nữa. Dạ. Có nghĩa là trước đó mình đã từng học. Trước đó em từng học trong khoa diễn viên. À. Và sau đó em không học nữa. Em đi đóng phim và em đi hát. Đó là mình dở dang một lần học ở trường. Dạ. Sau đó em thi lại và em thi chuyên ngành đạo diễn điện ảnh. Nhờ vào cái lúc mà đi học ở trên trường á, em mới gọi là em tìm lại sự kết nối với mọi người. Thì sau đó thế nào? Tốt nghiệp được không? Ở lần học thứ hai này? Nó vẫn lận đận? Thật ra là cái chuyện học em rất là thuận lợi. Em cảm giác như là em đã tìm lại được tính chính mình ở trong đó đó nha. Tại vì sau em mới học năm 3 thôi mà em đã được các thầy cô giới thiệu là đi làm phó đạo diễn cho một bộ phim. Cái phim em thời điểm đó được giải nhì liên hoan phim quốc tế, phim bài tập của em thôi. Xong thầy cô giới thiệu cho em đi làm phó đạo diễn của chú phim Cát Đỏ của chú Lưu Trọng Ninh. Rồi cũng có giới thiệu em về dạy tại trường Nguyễn Tất Thành nữa. Rồi nhưng mà thời điểm đó tự nhiên em lại yêu. Bước vô tình yêu. Không, thực ra do mấy đứa yêu không đúng thôi. Chứ tình yêu với sự nghiệp nó đâu có gọi là nó đâu có đối đầu với nhau vậy đâu. Thì đó là tự nhiên em lại yêu theo kiểu là do là thời gian em và bạn mới vừa quen nhau. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do cái cách và cái đứa mình yêu. Cái cách mình yêu không đúng. Rồi vậy thì yêu cái cách gì mà tình thành con rối nữa? Thì em nghĩ rằng cái thời điểm đó là em sẽ vun đắp cái tình cảm, em lùi bản thân mình lại xuống một chút. Để em ưu tiên cho cái tình cảm này và em xây dựng cái sự nghiệp, xây dựng cái công việc chung cho cả hai. Xây dựng sự nghiệp không chung. Không, cái sự nghiệp thì hơi quá. Nói chung là nhưng cũng là sự nghiệp lớn nhỏ tùy người nhưng nó vẫn là sự nghiệp. Dạ. Biết sai chỗ nào không? Tới đây là tôi thấy cấn cái chữ chung đó. Yêu nhau đừng có gầy dựng sự nghiệp chung. Dạ. Khi nào cưới nhau về mà coi như là pháp nhân rõ ràng rồi này kia nọ đó. Mà thậm chí là pháp nhân rõ ràng là còn phải làm hợp đồng để định giá tài sản là coi như là mỗi bên nhiêu nữa. Thiệt, những cái đứa mà yêu nhau, mới yêu nhau bọc vô mà làm ăn chung tao thấy rồi. Có điểm hết luôn. Mà mất là mất trắng. Tại vì... Nhưng mà thôi, bây giờ tiên liệu sớm đó, trước nó sớm quá. Yêu nhau bao lâu? Yêu nhau được 4 năm. 4 năm, lúc có điểm là năm thứ bao nhiêu? Năm đầu tiên rồi đã có điểm, đã bắt đầu, đã biết mình sai nhưng mà mình vẫn có cắm đầu vào cái lỗi sai này của mình. Chấp niệm. Mụ mị, rồi sao đó chứ. Cái điểm mà em, bây giờ từ cái điểm đầu tiên đi. Ngay từ năm đầu tiên là mình đã thấy cũng có điểm rồi đó. Thì cái điểm đó là những cái sự vụ như thế nào? Bạn đó và người yêu cũ của bạn đó hình như là đâu nợ khá là nhiều. Nợ? Người yêu cũ của bạn đó gọi là biến mất khỏi ấy luôn, để lại cho bạn đó tất cả cái khoản nợ đó. Và em cảm giác giống như là em là người cái thế thân vô cái vị trí theo kiểu mà bạn ấy để dùng để đi trả nợ. Không phải đây, không, để dùng bức bình phong là tôi và cái người kia không có còn liên quan gì hết nữa. Đây là người yêu mới của tôi nè, đừng có tìm tới tôi nữa. Tại vì thời điểm đó tự nhiên mọi người, em bị những cái con người kia nhắn tin cho em là mày như thế này, mày phải lo trả nợ cho này kia, cũng có gì làm gì liên quan tới tôi vậy. Xong rồi lại chụp hình, thấy em đi với bạn đó là chụp hình em lên rồi đăng lên Facebook cái thời điểm đó nữa. Lý do tại sao mà em cố gắng em tìm cái công việc chung cho cả hai là do thời điểm là bạn cũng mất hết tất cả. Bạn có gì hết trơn mà cũng không có công ăn chuyện làm, không có làm gì hết được. Thì em mới đành là em xuống một chút xíu để em gom vốn, gom đồ này lúc kia để mà làm cái công việc cho bạn có cái công việc làm ở thời điểm đó. Rồi làm cái gì? Tụi em kinh doanh thuốc cưng. Tại vì em lúc trước em biết kinh doanh về chó thôi. Thì lúc đó thì bạn em mới chọn gọi là em mới phát triển thêm được cái nhánh nuôi mèo. Vậy thì cái năm đầu tiên là mình cảm thấy là cái lý do mà đến với nhau nó cũng hơi lấn cấn một xíu rồi. Lấn cứng, dạ. Rồi sau đó thì sao? Thì sau đó một thời gian thì em vô tình đọc được những cái tin nhắn mà bạn này còn liên lạc với người kia. Người yêu cũ. Dạ, cái người kia vẫn dùng cái xưng hô mà rất là thân mật kiểu như kia. Khi mà bạn nó giải thích như với em như thế nào về những cái tin nhắn vẫn còn liên lạc như vậy? Thì bạn nó giải thích rằng là phải nói chuyện như vậy. Thì
thì bạn nó mới lấy được tiền để mà lại hợp lý trả nó cũng hợp lý. Cái lúc đó mình tin thì đó, tin thì tin nhưng mà chắc chắn là trong lòng cũng đã sức mẻ rồi. Dạ, thì có nghĩa là cái thời điểm đó là trong thời gian tụi em quen nhau là bạn nó tách biệt khỏi với tất cả mọi thứ, là bạn nó không có bất cứ một cái liên lạc, bạn đó không social, không mạng xã hội, không gì hết. Nhưng mà đến một ngày nọ khi mà tất cả khoản tiền đã được trả hết, nợ đã được trả hết, thì bạn đó bắt đầu bất lịch lại trên công chơi ấy, và bạn đó có người mới. Có người mới? Ủa chứ không phải quay lại với người cũ? Không, có người mới. Vậy tính ra là cái lý do hồi xưa là nó trúng, là cái lý do là liên lạc lại để lấy hết tiền là nó cũng đúng. Và dùng như con rối là em thời điểm đó em được sử dụng làm cái bức bình phong để chủ nợ không làm phiền. Đúng rồi. Thế thì người ta quen người mới lúc người ta chia tay em chưa? Lúc tụi em chia tay nhau xong thì như một tháng sau, không phải một tháng sau, tụi em vừa mới chia tay khoảng tuần hai tuần gì á, các bạn làm kỷ niệm là 2 tháng hay 3 tháng quen nhau gì á. Là người ta đã kỷ niệm ngày quen nhau. Em có biết cái người đó không? Cái người yêu mới á. Tại vì tính ra là mình bị cấm sừng nha. Tính ra là mình bị cấm sừng. Nhưng mà nếu vậy thì em có mơ hồ nhận ra về sự xuất hiện của một cái người mới khi mối quan hệ của mình chưa có chính thức kết thúc không? Thật ra là em biết về người đó trước đó. Em cũng biết người đó luôn. Em được bạn giới thiệu rằng ở đó là một người khách hàng của bạn. Rồi em còn liên tục gọi là động viên bạn là khách hàng thì mình nên chăm sóc nhiều hơn. Rồi thường xuyên ngoại giao bằng cái việc là mời họ đi ăn nhiều hơn để mà tạo cái mối thân thiết hơn này kia. Em không thấy một cái tín hiệu bất thường gì từ người đó hả? Thời điểm đó là tất nhiên là em bận bịu, em lo cho mọi thứ trong công việc của em. Cái em vô tình là em không còn nhiều sự quan tâm cho bạn. Rồi cuối cùng là hai đứa chia tay. Dạ. Thật ra lúc em chỉ đơn giản rằng là cái công việc của tụi em vẫn còn đang dang dở. Đó là cái trại mèo mà tụi em đang nuôi. Cái số lượng thời điểm đó cũng là khoảng 30 mấy con á. Thì khi bạn ấy đi, bạn ấy dọn đi, bọn đó để lại hết tất cả mèo, tất cả mọi thứ. Thì em nói là ok, nếu mà cứ đi theo cái kiểu mà ok, chứ khi bây giờ hai đứa đang tạo áp lực cho nhau nhiều quá, thì cứ đi ra ngoài một thời gian đi. Rồi mọi thứ em ở đây em lo được thì em sẽ đợi bạn ấy. Tại vì em luôn nghĩ là cái những con mèo đó, những cái tài sản của bạn ấy vẫn còn lại ở đây. Vậy em nghĩ là người ta sẽ vì tài sản đấy mà níu kéo. Dạ. Cái lúc mà mình biết cái tin người ta làm kỷ niệm mấy tháng quen nhau đó là mình biết bằng cách nào? Người ta đăng Facebook story hay là mình biết thông qua cái gì? Em biết là qua cái story của cái người kia đăng, chứ không phải là của bạn đó đăng. Bạn nó vẫn giấu, bạn nó vẫn nhắn tin với em giống như là tụi em chưa có chia tay, vẫn nhắn tin quan tâm và hỏi thăm em trong suốt 2-3 tuần đó. Vậy kia thợ săn thứ thiệt luôn ha. Vậy rồi khi mà mình đọc được cái story đó, cảm giác mình sao? Một ngày hôm đó em đã chạy xe ngoài đường từ 9 giờ sáng tới 11, 12 giờ đêm á. Nhầm ngoài đường, vừa chạy vừa khóc ngoài đường nha. Rồi sao nữa? Rồi bao nhiêu lâu sau mình mới... Hoặc là sau đó mình nghĩ cái gì mà mình gói ghém được? Tại vì thời điểm đó là ngay cái thời điểm luôn là em phải lập cái kịch bản tốt nghiệp. Là tại vì cuối tháng 12 là em phải làm hoàn thành cái bộ phim để mà nộp thi tốt nghiệp. Cái đó là khoảng giữa tháng 11. Em phải đấu tranh là bây giờ, một là mình cứ bị đắm trong cái chuyện này là mình lại bỏ tiếp cái tốt nghiệp này nữa. Em bắt đầu là em mượn dùng cái dự án tốt nghiệp này của em. Bắt đầu em cắm vô cái mặt trong đó, em cứ suy nghĩ về cái đó để không quan tâm tới cái kia nữa. Rồi có qua được không? À, không. Thực ra nó chỉ là mình nặng nề thêm. Dạ. Còn cái trại mèo quyết định là sao? Xử trí cái trại mèo thế nào khi còn có một mình? Thì một mình em vẫn phải tiếp tục với công việc đó. Và cái thời điểm đó nó gọi là cái mà, cho nên hồi nãy mới dùng từ là người ta thấy bỏ đi hết tất cả, nhưng mà mình em lại phải, tôi mỗi ngày phải đối diện với cái đó. Mình mở cửa mình đi xuống, mình xung quanh, ôi toàn là mèo không, mà toàn là những cái hình ảnh của người ta. Người ta để lại đó cho mình. Dạ. Thời điểm đó là đại dịch Covid xong chưa? Không, thực ra là mới đây thôi. Mới là 2020, là tháng 12, 2022. Thế là vừa Covid xong. Dạ. Thực ra một năm nó vẫn còn mới lắm. Dạ. 5 năm nó cũng còn mới. 10 năm nó cũng còn mới nếu em không quay trở lại dọn dẹp cuộc đời của mình.
thì em vẫn ngồi đó em mân mê cái cuộc tình đó. Thì nó làm sao mà cũ được? Em cứ lau bóng nó mỗi ngày thì làm sao mà nó cũ được? Giờ muốn nó cũ thì phải cất nó vô. Mà muốn cất nó vô thì thực sự là mình phải có một cái sự quan tâm về chính mình. Em phải có một cái sự tự tin ở em phải xác lập lại cơ đồ của em bằng cái điều mà mình tin rằng mình làm được. Nên là cái sức khỏe từ bên trong của em nó phải thực sự tốt. Và với cái hình ảnh con rối, với cái hình ảnh mà mình phải đương đầu với rất nhiều lần mà được coi là sự giả trá của cuộc đời, thì thực sự bản thân của em hiện giờ chưa ổn. Và chính vì chưa ổn cho nên cái gì nó đẹp đẽ trong quá khứ thì mình ngồi đó mình mân mê như một cái kiểu để mình tự vuốt ve. Và điều đó nó làm cho cuộc tình đó nó mới hoài, mình không buông xuống được. Chứ thiệt ra rồi thì hết yêu thì chị cũng không chắc với em rằng hết yêu khi mà chúng ta đã từng bước vào một mối tình. Nhưng mà cất nó vô thì chúng ta làm được. Nếu như chúng ta có nhiều sự quan tâm và có nhiều những cái gọi là những cái việc mà nó đáng giá để chúng ta dồn cái sức của mình vào. Rất tiếc là hiện thời có thể em chưa có được những cái điều đó. Em chưa có được những cái mà nó lấy hết tâm trí của em để em dồn nhiệt huyết của mình vô. Em thấy đó là cái niềm vui mỗi ngày của em. Tại vì em sợ nếu mà em lại bắt đầu bước tiếp với một người nào đó nữa thì cái đống lộn xộn lại tiếp tục lộn xộn. Chị ủng hộ. Chúng ta không cần phải cố gắng bước vào một cái mối quan hệ nào đó cho bằng bạn, bằng bè, cho đúng trend để rồi thực ra là mình vẫn đang tiếp nhận thêm những cái sự hỗn loạn thôi. Thậm chí là nhiều khi thực sự là rất có nhiều lần em nghĩ là em nhìn người ta đi chơi với nhau mình cũng nói ô sao ta nhắm tay mà mình cứ đi lủi thủi một mình. Chứ em không nghĩ là lúc đó mình thông dong dễ sợ cái mình đỡ phải vướng với đứa nào đúng đấy. Rồi đó, sau đó mình lại nghĩ ơi mình đang rất là thoải mái mà ví dụ mình có thể mình muốn đi chơi với anh, mình đi với người đó, mình muốn gặp ai mình gặp với người đó, mình muốn nhắn tin với ai mình có thể nhắn tin với người đó, mình muốn đi ăn cái gì mình ăn, mình không cần phải hỏi đứa bên kia là mình ăn gì để mình đi theo. Đúng rồi. Có những cái việc gì mà em cảm thấy là mình làm nó và mình cảm thấy mình feel được, mình thấy nó đáng giá, có không? Tại vì thật ra thì hiện tại em cũng vẫn phải đang dọn lại cái mớ lộn xộn về cái tài chính của mình. Ủng hộ cái tư duy này. May mắn rằng em tìm thấy cái niềm vui đó qua cái công việc là em làm livestream. Em làm livestream và em được quen những con người mới, những cái bạn mới, những cái tiếp xúc được những cái tư duy mới, cách nói chuyện mới của họ. Và em cảm giác em không có còn một mình nữa. Em không có còn kiểu mà gọi là cô đơn hay là mình phải nhất thiết phải có một người ngủ bên cạnh mình mới được. Thực sự thì chị sẽ ủng hộ cái việc mà em chị không thích dùng từ chữa lành ở đây. Bởi vì thực ra có những cái vết thương trong cuộc đời là nó cần. Nó cần để mình được bóc tách bản thân mình ra. Thì chị sẽ ủng hộ cái hành trình mà em đang thiết lập lại. Đầu tiên phải là cái sự khỏe mạnh về mặt năng lực. Bởi vì cái năng lực đó nó giúp cho em yên tâm về mặt tài chính. Em đồng thời thấy được cái giá trị của mình ở đâu. Và em không bị hoang mang. Em có tư duy đạo diễn mà. Em được học mà. Rồi em có năng lực mà. Đặc biệt là làm trên nền tảng truyền thông. Thì mình tìm một cái hướng đi của riêng mình. Thực ra cơ hội dành cho các bạn trẻ bây giờ không có thiếu. Vì sự phát triển của công nghệ. Có điều là đúng là ai cũng thấy đó là cơ hội. Thì cái độ cạnh tranh nó cao. Thì đó là luật chơi thôi. Nhưng mà nếu như mà em chơi nghiêm túc và em thực sự gọi là biết được cái giá trị của mình ở đâu và em kiên định thì chị vẫn tin là em thành công. Thì đó là điều đầu tiên mình cứ làm. Và khi mà em thực sự khỏe mạnh về cái việc là lao động nghề nghiệp á, những cái mối quan hệ khác thì nó sẽ tới với mình cũng theo một kiểu khỏe mạnh, chứ không phải là theo cái kiểu là mình lấy cái này để mình bù đắp vào cái kia. Và hãy giữ cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ mà một mình hay một đôi thì đều có cái thú vui. Không nhất thiết phải là niềm vui của một đôi, mà bạn hoàn toàn có thể có niềm vui của một mình mà. Đúng không? Nhưng mà qua tất cả những gì mà mình trải qua đó thì em thấy rằng là cái bài học mà em nhận ra được cho đời mình, người ta trải qua những cái chuyện bất như ý cũng là một cách để người ta làm bài tập. Thế thì khi làm bài tập xong rồi, những cái bài tập rất lớn như vậy rồi, thì em thấy cái giá trị mà em có được là cái gì lợi? Nghĩ là cái giá trị mà em có được đó chính là em đang tìm lại được chính bản thân mình. Tại vì thật ra là rõ ràng sau mười mấy năm á, em không biết xây dựng cái giá trị cho bản thân mình là như thế nào. Em không biết định hình cho mình có một cái bản sắc như thế nào. Và sau những chuyện xảy ra em bắt đầu em mới định hình được cho em rõ hơn, em hiểu hơn là em cần phải làm gì. Tức là
sau những lần vấp ngã bỗng dưng người ta biết được là cái sức mạnh của mình nằm ở đâu. Dạ, đúng mình rồi. Nên gia cố cái điều gì ở chính dạ. mình, đúng không? Thế thì như em đã nói, có một cái chi tiết đó là mỗi lần mà search Google thì người ta thấy một cái hình ảnh của một bạn lợi không có được tích cực. Dạ. Mà mình thì không xóa được những cái dấu tích đó trên Internet. Dạ. Thế thì bây giờ suy nghĩ của em về điều đó, thì em đã có những cái suy nghĩ nó tích cực hơn chưa? Hoặc là em đã cài đặt cho mình một cái gọi là một cái tư duy như thế nào để mình có thể đón nhận cái việc đó như một cái lẽ tự nhiên, bởi vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em rồi. Và người ta có một cái câu đó là khi bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh dạ. thì bạn hãy thay đổi thái độ. Thế thì em đã thay đổi được cái thái độ của mình về cái sự việc đó chưa? Bây giờ là mỗi khi mà có ai giống như về cái chuyện mà hồi rất là thảm họa anh vậy, mỗi khi có ai là chê em hát dở, em bắt đầu chứng minh cho họ thấy rằng cái giọng hát live của em như thế nào. Yeah. Em dùng cái cách đó để em chứng minh. Thay vì lúc trước em sẽ hay ngồi lên Facebook em viết những cái dòng này dòng rất kia là trên đau Facebook. Lòng. Dạ. Thì bây giờ em sẽ không viết những cái đó, dù mà mỗi lần bất kỳ có ai dở thì em sẽ em quay một cái clip để em hát, xong rồi em lại up lên để cho. Đúng rồi. Và rõ ràng là bây giờ công cụ nó đang hỗ trợ mình để dạ. mình làm được điều đó mà, dạ, đúng không? Đúng. Thế thì thay vì cứ dùng sức để xóa đi một cái dấu tích mà chúng ta vốn không đủ năng lực để xóa, dạ. thì chúng ta sẽ đắp lên trên nó những cái chất liệu mới. Dạ. Em cứ kiên trì đi. Thực sự nếu như em có năng lực, em cứ kiên trì theo đuổi nó một cách rất là chính thống, dạ. rất là tử tế. Chị vẫn tin là những cái vết tích đó nó sẽ mờ đi, dạ. bằng cái cách là chúng ta đắp lên trên nó những cái hoa văn mới, bằng cái nỗ lực của em hiện nay, bằng những cái công cụ mà ở thời đại này các bạn được quyền sử dụng một cách yeah. tự do yeah. thì mình tự thiết lập cuộc chơi lại của mình tự xây lại hình ảnh của mình yeah. ừ. bởi vì rõ ràng là em có đầy đủ những cái tố chất đó yeah. Em có được đào tạo, em có sự nhiệt huyết, em có một cái tư duy tích cực căn bản yeah. để em không có từ bỏ yeah. thì bây giờ mình đi tiếp thôi. Cảm ơn Lợi với câu chuyện ngày hôm nay của em. Cảm ơn chị. Và cảm ơn quý vị khán giả cũng đã luôn rất là ủng hộ chúng tôi để ngồi ở đây cùng nhau lắng nghe câu chuyện của mỗi tuần, để chúng ta hiểu rằng là chuyện lớn hay chuyện nhỏ không quan trọng, bởi vì với mỗi người trải qua chuyện đó thì họ mới biết cái sức nặng nhẹ nó nằm ở đâu. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào sống tất cả mọi cuộc đời, và bằng cái cách chúng ta lắng nghe câu chuyện của cuộc đời người khác cũng là một cái cách để chúng ta gia tăng thêm góc nhìn và những cái chất liệu trong cuộc sống, để nếu như không may hoặc là rất may một câu chuyện vui hoặc là một câu chuyện buồn nào đó nó đến với chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ đủ dữ liệu cũng như là đủ bình tĩnh để xử trí trong một cái khả năng tốt nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, chúng ta phải nói lời tạm biệt nhau và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau với Ai Cũng Có Chuyện. Xin chào. Nghe ngò để coi là cách chị nói chuyện như thế nào á. Dạ, mời chị giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Dạ, em tên là Võ Thị Kim Quỳnh, quê quán Bình Dương, sinh năm 1988. Rồi, nghề nghiệp của mình là gì? Mình sống ở đâu? Dạ, em sống ở Bình Dương, em làm giúp việc nhà. Sống Bình Dương. Dạ, nguyên quán em ở Bình Dương luôn. Rồi. Mình có nhà có cửa ổn định hết chứ chị? Dạ, dạ có. Nhà cửa mình ở đây luôn hả chị? Dạ, nhà ở Bình Dương luôn, nhưng mà hiện đại thì em đang ngồi ở nhà của chủ em á, chỗ em giúp việc á. Em làm sáng đi chiều về. Rồi. Cái mức thu nhập của mình hiện tại là bao nhiêu chị? Dạ, 7 triệu rưỡi một tháng. Thu nhập 7 triệu rưỡi. Rồi, chị giới thiệu sơ cho em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Dạ, em điểm mạnh em là em cũng chịu khó, vui vẻ, hòa đồng. Rồi, điểm yếu em là em cũng gia đình không có giàu có. Đã hết rồi. Gia đình không giàu có sao gọi là điểm yếu? Dạ, em cũng biết điểm yếu của em là cái gì nữa. Điểm yếu của chị ví dụ như chị hậu đậu hay là cái gì không? Em có cái hay mau quên. Rồi gì nữa ạ?
Hết rồi hả chị? như 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 mở là trắc nghiệm thì em biết được em bấm, còn giờ như nói nửa chừng thì em không biết nói sao á. Nhưng mà cho em hỏi là sao cái gia đình không giàu có lại là điểm yếu của chị? Thì em nghĩ cái đó em không có bằng, cái nào mình không không bằng người khác thì cái đó là điểm yếu của mình. Ừ, rồi. Về tình trường đi, chị trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hồi hồi năm em học lớp 12 á thì em có quen người bạn học chung á, rồi hai đứa quen nhau rồi có con rồi cái chia tay, rồi cái em ở vậy tới giờ em chưa có quen được ai hết. Mà Con chị gái kết hôn chưa? em dạ dạ chưa, anh còn học sinh đó cho nên không có đủ tuổi, năm đó không có đăng ký kết hôn, không có đám cưới nữa. Rồi quen rồi có con rồi hai người rồi sống chung với nhau vậy thôi hả? Hồi em có bầu cái chia tay rồi. Gì vậy? Sao có bầu cái thằng đó chia tay hả hay sao? À đúng rồi. Rồi chị có nói với thằng đó là ông đó là kiểu tôi có bầu với bạn rồi rồi nó nói làm sao? Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà hai bên gia đình không có chịu. Ba má em cũng không có chịu nữa. Sao vậy chị? Tại thấy hai đứa còn nhỏ quá, rồi giờ thì ba má mất rồi, lúc đó thì còn sống giờ mất rồi. Nhưng mà chị vẫn giữ đứa con luôn hay sao? Dạ đúng rồi, con gái em sinh năm 2007 á. Hiện con gái 2007 đang ở với chị luôn đúng không? Nhưng mà thời điểm đó là gia đình đâu có chịu đâu, rồi chị vẫn giữ đứa con đó, là ai nuôi con? À, tuy mà không có cho đám cưới nhưng mà má em vẫn vẫn lo, lúc đó em còn sợ lắm, đẻ con rồi cũng còn ngủ không, mà nói chung là má bà lo. Nói chung là đẻ con xong bà má lo cho cháu. À đúng rồi, cái từ từ cái em giỏi lên, cái em đi làm đồ rồi, rồi cái rồi được 5 2 năm thì má mất. Trời ơi. Rồi, ok. Rồi mình đã sau khoảng thời gian đó là bao lâu chị? Thời gian đó À, là từ hồi năm 2007 cho tới bây giờ luôn chị, là năm đó em học lớp 10 12 á, là em quen cái anh đó là em thi rớt đại học luôn á. rồi nhưng mà sau cái anh đó xong mà chị còn quen ai nữa Dạ không, em đi làm công ty gỗ rồi cũng không có quen ai hết trơn à. Với lại lúc đó con còn nhỏ, cái em cũng 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 ngại nữa, sợ người ta không thương con mình á. Rồi giờ em thấy nó lớn rồi, tự nhiên giờ em cũng thấy muốn chồng nữa. không? Sợ không ai thương con mình, tính ra người phụ nữ mà có con cái cũng khó nhỉ. Rồi vậy đi, bây giờ chị muốn là sẽ bắt đầu bước sang một cuộc tình mới đúng không? Rồi vậy thì cái mẫu bạn bạn trai á, mà mẫu đàn ông mà chị mong muốn là gì? Ngoại hình đi, chị cho Dạ bắt đầu. em nói gì đừng cười chứ em họ em yêu cầu em miễn thương em được rồi, chịu được cái tính mau quên của em hay gì đó. Còn cái người đó còn cha còn mẹ thì tốt, tại ba mẹ mất hết rồi, em về em coi như ba mẹ em vậy đó, cho vô nhà vô cửa. Với lại em ham sanh em bé nhiều nên em muốn chồng em cũng đồng ý vậy á. Rồi, cái ngoại hình bạn đàn ông đó như thế nào chị? Alo. Em ước mơ là dạ em nói chuyện em vậy. Ngoại hình như thế nào, Dạ bạn ấy cao bao alo. nhiêu? Alo.
Dạ em ước mơ là xấu xấu, càng xấu càng tốt, lùn cũng được chị. Lùn càng xấu càng tốt, gì kỳ vậy, tại sao lại càng xấu càng tốt? Đẹp lắm, mình dễ mắc lắm, mình giữ không 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 được. Rồi, mập được không? Dạ được, nói chung là xấu xấu nhưng mà vẫn là đàn ông á, vẫn vẫn có con có cái rồi được á. Rồi, ok. Rồi. Xíu. Là chị theo chồng được không? Nếu mà cái này em phải hỏi con gái em nữa, nếu mà muốn theo chồng thì mới chọn gái em nó 2 năm nữa đi. 2 năm nữa thì sao, nó lớn rồi bỏ nó ở đây rồi đi theo chồng hả? Lúc đó nó lớn rồi em yên tâm hơn, còn giờ nó còn gì em chưa có yên tâm, để nó 19 tuổi rồi em À, nay nó mới 17 à. dạ Ừ rồi, ok. Rồi thì chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của chị rồi ha. Nếu có cái anh nào phù hợp thì chương trình sẽ ghép cho mình, và lịch quay của mình là ngày 15 16 gần nhất ở đây, thì có gì chị sắp xếp ngày 15 16 ha. Có anh nào tụi em gọi cho chị để ghi hình ha. Tí xí, anh ấy tuổi bao nhiêu thì được? Dạ anh còn có con được đó chị. Sao biết người ta đã có con? Mình test làm sao nè? Không phải, ý là cái người đàn ông đó vẫn vẫn có thể mà ở với em mà có con được á. Coi như là hàng họ rồi phải tốt đúng Không không? Quan hệ tình dục đồ ok đúng không? phải ý Chứ đó, sao? ý là không 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 có giàu giàu quá chị. Trời ơi, phải check coi người ta có phải là đàn ông đồ này kia hay không, rồi còn đẻ được hay không, chứ gặp mấy ông về không có đẻ được thì sao? Đúng không? Em đang ấy mà em đòi hỏi quá chứ cũng không được Đâu sao, cái này mình có quyền em ơi. Cái này nữa. mình có quyền đòi hỏi mà. À, ví dụ như mà mấy mấy bạn kia mà ghép được cái người mà ưng ý thì còn lại mấy anh nào chưa ghép được á, chị để cho em cũng được nữa. Trời, sao tội nghiệp vậy? Mình có quyền yêu cầu chứ sao tự nhiên mình lấy lại những người mà người ta không ghép được. Em sợ đòi hỏi quá vậy tự nhiên được chương trình này may mắn quá rồi em sợ. Rồi ok, yên tâm đi, sắp có chồng rồi đó. Ráng sắp xếp ngày 15 hay ngày 16 gì đây nè, chương trình báo một cái là đi liền nha. Sắp có chồng chuyến này rồi đó, có chồng ăn Tết luôn Để nha. Về đẻ luôn. Chồng một cái là về đẻ luôn cho chị rồi, nha. ngon luôn á. Ok đó, chuẩn bị đồ đẹp này kia các thứ rồi đi, lên đồ chuẩn bị lấy chồng luôn. Ha. Dạ, chị làm phước khoan khoan tắt máy cho em hỏi cái, mình lên đó người ta có người trang điểm cho mình không hay là Đúng mình rồi, tự? có người trang điểm làm tóc cho mình hết rồi. Cho nên cứ yên tâm nha, mấy chị đang kiếm chồng cho mình á, đang có rồi đó. Nên là báo một cái là đi liền nha. Chắc chắc ba má em phù hộ cho em quá. Ừ, chắc chuyến này ba má phù hộ đó. Cho nên là mới rớp rẻn nhanh chóng vậy đó, nha. Em đội ơn chị. Ừ, Rồi. rồi, ok. Mình xong rồi ha, để có gì tụi chị cắt người khác nữa nha. Dạ. Bạn muốn hẹn hò thôi, để coi là cách mình nói chuyện như thế nào á. Giờ mời bạn giới thiệu về họ, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Dạ rồi, em tên là Phạm Thị Thảo Hoa. Hiện tại em sinh năm 96 và đang làm nhân viên văn phòng tại quận 9. Quê em thì hiện tại em ở Kon Tum ạ. Bạn làm nhân viên văn phòng hả? Dạ, em làm nhân viên hệ thống ISO. ISO. Ồ, rồi, ok. Bạn đang sống ở đâu nãy mình nghe chưa chưa rõ. Em đang làm việc và sống ở Thủ Đức đó chị. À, Thủ Đức. Vậy là ghi hình ở ở quận 7 chạy qua cũng tiện ha. Rồi. Rồi, mình sống ở đây là với ai bạn, ở nhà nhà hay là như thế nào? Em nhà em thì hiện tại đang sống ở Kon Tum, còn em thì em làm việc ở trong đây ạ. Welcome Tom. Rồi. Bạn cho mình hỏi về hiện tại cái mức thu nhập của mình là bao nhiêu? Mức thu nhập của em là 10 15.
15 triệu rồi. Rồi bây giờ bạn giới thiệu cho mình về cái điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh của em thì em nhận thấy mình là người vui vẻ, cẩn thận, biết chia sẻ với mọi người và biết lắng nghe. Còn điểm yếu của em là đôi khi em tính em thì hay cẩn thận quá, nên dẫn tới là đôi khi có nhiều thứ thì mình hơi tỉ mỉ, dẫn tới có thể hơi khó tính một xíu. Khó tính à, rồi còn gì nữa, điểm yếu cuối còn gì nữa không? Vậy không? Em chỉ thấy bản thân em hơi khó tính, lâu lâu hơi khó tính. Nhưng mà về những công việc nhà thì như thế nào? Công việc nhà thì em có thể đảm nhiệm, nhưng mà khi mà có gia đình thì em muốn là hai người cùng chia sẻ. Em ngồi cho cái điện thoại, đúng rồi, mặt mình nhìn vô camera điện thoại giúp tụi chị nha, để tụi chị thấy rõ hình á, hơi gập điện thoại xuống xíu em. Rồi ok, rồi Hoa chia sẻ tiếp đi em về tình trường trước đây của em thì như thế nào. Là em đã có từng một mối tình nhưng mà em cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Vậy thì em chia sẻ về mối tình đó đi. Em quen bao lâu nè, rồi sao lại chia tay? Em quen là cũng gần 2 năm. Chia tay ở đây là tại vì tụi em không phải là không hợp hay là cũng không phải là có lý do hết, chỉ qua là hai đứa tự nhận thấy là không đi tới với nhau được xa hơn nữa, nên là hai đứa cùng quyết định dừng lại và làm bạn bè với nhau Nhưng mà hồi đó là cũng quen 2 năm, nhưng mà cái lý do cụ thể là gì á, để mình rút kinh nghiệm cho những cái mối sau mình không bị mất thời gian á Hoa. à. Tại vì em quen là không hợp tuổi nên là gia đình không 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 muốn ạ. Là bên gia đình bạn trai hay gia đình em? Gia đình bên em. Là coi như là nhà em cũng coi tuổi nữa hả, coi như em 94 còn bạn trai bao nhiêu mà không hợp tuổi? Không, em 96. À 96, rồi bạn trai bao nhiêu mà không hợp tuổi? Dạ 99. À trời ơi, là quen 2 năm mà chỉ vì không hợp tuổi thôi là dừng lại đó hả? Dạ đúng rồi. Tại vì ngay đầu em quen là ba mẹ em cũng không đồng ý, tại vì cũng không muốn là quen người nhỏ tuổi hơn, rồi tuổi 2 tuổi không hợp rồi dẫn tới về sau nhiều vấn đề, nên là thôi hai đứa quyết định dừng lại làm bạn ạ, thì vẫn chia sẻ và nói chuyện với nhau bình thường vậy. Rồi từ đó giờ là 2 năm rồi, đi làm có tiếp xúc với ai hay như thế nào không, hoặc là có tìm hiểu ai khác không? Có nhiều người cũng cũng muốn cũng tìm hiểu em, nhưng mà chắc là do em hơi khó tính. Em thấy chưa có cảm xúc nên chưa phù hợp, là em vẫn quyết định chọn một mình. Là em khó tới mức nào? Ví dụ những người đó tới với em có điểm gì người ta mà em không chịu, để coi thử cái độ khó của em sao. Em ngồi chính giữa để chị thấy nha, tại vì chị thấy nửa mặt em à. Rồi. Em không phải là khó tính đâu, mà chỉ coi là tại vì em cũng hơi cần cái điểm ấn tượng đầu tiên ấy, giống như kiểu Đó, là rồi cho có tụi một ấn chị, tại tượng vì tụi cảm chị xúc. sẽ nhìn trước cái bạn trai cho em đó, thì em sẽ ấn tượng cái gì? Em thứ nhất là em không cần đẹp nhưng mà cần dễ nhìn một xíu, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, với lại em cần người có đạo đức. Cao là cụ thể cao mét mấy em? Trên 1m7 là được chị. Em là cao mét mấy á? Em 1m6. Rồi tiếp đi em. Em thì tìm bạn đó là thì cần có công việc, như là có công việc ổn định, thu nhập nói chung là có kinh tế một xíu ạ. Tại vì bản thân em thì cũng có thể làm ra tiền. Muốn bạn đó là người có đạo đức, là mẫu người của gia đình, nhưng mà không 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 gia trưởng, không hút thuốc. Em có hình mẫu nào giống với ai? Hình mẫu à? Em thực ra em không có hình mẫu riêng cho bản thân, chỉ là em gặp xong rồi em thấy là bạn này em cảm thấy như có cảm tình thì em có thể nói chuyện được tiếp theo, có cảm xúc ạ. Em thì cũng tại vì gia đình em cũng có một chút liên quan tới tuổi tác, nên là em không muốn tìm được đối phương của em là sinh nó có hợp tuổi với em một xíu. Là những tuổi gì em nêu ra luôn đi. Sinh năm 93, 92, 89, 85, 84 vậy ạ. Được. 89, 84. Rồi có điểm, có cái tuổi nào kỵ không thì để né cái tuổi kỵ ra thôi được không?
vị à chị? Ừ. Em thường là em hay muốn chọn người cỡ khoảng 92, 93 hoặc 94 gì đó. Không chênh lệch nhau nhiều quá. Thì dễ chia sẻ với nhau nhiều Ví dụ hơn. yêu xa được không em? Xa là Xa là ở những cái tỉnh thành khác, những cái vùng miền khác. dạ được, nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh đó, nên là em mong muốn là quen bạn đó là cũng ở Hồ Chí Minh, và nếu được thì có ổn định ở trong Hồ Chí Minh. Ví dụ như đang kinh doanh ở quê, nhưng mà ví dụ như sau này ví dụ quen mình tiến đến thì người ta tiến Nam thì được không? Nếu bạn đó chịu tiến Nam thì hiện dạy cũng được. Rồi, cảm ơn. Rồi ok Hoa, nói chung là hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Nếu mà có Dạ. người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Và Dạ. cố gắng sắp xếp, tại vì hiện tại là có chàng trai cũng khá là phù hợp với mình á. Dạ. Thì lịch ghi hình của bên chị là ngày 10, 15 hoặc 16, thì chương trình sẽ báo cụ thể cho em biết để em sắp xếp tham gia ha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Ừ, rồi ok, cảm ơn Hoa, chào em. Dạ, em chào chị. Nào á, dạ mời chị giới thiệu họ tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình nha. Quản trị Nguyên. Tên gì vậy chị? Hỏa Thảo Nguyên. Hỏa. Hỏa lửa đó. Dạ, Thảo Nguyên, trời dời, họ Hỏa hả? Ê. Dạ. Rồi, chị nói tiếp với chị. Mình bao nhiêu tuổi, mình làm nghề gì, mình sống ở đâu? Năm nay 45 tuổi. Mình làm nghề ngành dược á. Mình bán cho Tây ở Sài Gòn, thành phố Mình ở Sài Gòn là mình ở đâu rồi chị? Gò Vấp. Chị ơi, mình nhìn vô camera điện thoại để mình chia sẻ giúp tụi em nha. Thấy chị đang lâu lâu chùi chùi gì, đang bận làm gì hả chị? À dạ rồi, chị để cái điện thoại sát vô mình xíu, tại vì tụi em cũng không có nghe tiếng rõ của mình á. Đúng rồi. Nghe chị Rồi ok, được được rồi, chị cứ cầm vậy luôn ha, chị nhìn vô thẳng camera tại vì bọn em sẽ quay lại một đoạn clip ngắn á. Dạ rồi ok ạ. À, tiếp đi My. Dạ rồi chị giới thiệu cho em về điểm mạnh, điểm yếu của mình nha chị. Chung là cũng không có điểm mạnh điểm yếu gì nhiều. Mạnh thì tự lập, sống kiểu như cứng cáp trong cuộc sống. Lúc chị chia sẻ thì chị nhìn vô camera điện thoại luôn chị. Ngại quá hay sao mà vừa nói vừa làm cái khác đúng không? Là đang ngại đúng không? Điểm yếu thì hơi nhút nhát. Rồi, gì nữa không chị? Alo. Lâu nghe nghe. Sao mình có vẻ ngại ngại gì vậy chị? Chị đó giờ chị cũng không có tiếp xúc nhiều. Thì là lúc chị là đi hôn tới giờ chị cũng không có quen ai, cho nên chị cũng rất ngại mấy cái vấn đề này luôn. Nhưng mà khi mà mình lên chương trình mình sẽ gặp gỡ rất là nhiều người nè, mình sẽ đối diện trước MC, hai MC rồi khán giả rồi bạn trai nữa rồi sao chị? Bây giờ mới phải tập từ từ. Chị để cái camera gần nha chị, tại vì cái tiếng nó được có được không á chị. Rồi chị cho em hỏi về cái mức thu nhập hiện tại của chị là bao nhiêu à? Tại hả, nói chung là cái ngành của chị giờ chị làm là nó không có cố định, cái khoảng mười mấy triệu, nó không có cố định lắm, nó lên nó xuống, tại vì mình làm theo lương chính nó thì nó ít, nhưng mà mình làm thì mình ăn theo sản phẩm á. Công việc của chị ăn theo sản phẩm mà nó mình cỡ mười mấy triệu thì lên sẽ xuống rồi. Nhưng mà nhà cửa mình đã ổn định hết chưa chị? Nhà của chị thì chị lên đó chị ở nhà em của chị, còn nhà của chị có nhà chị đang ở Cà Mau á, chị lên đây chị đi làm nhà chị ở Cà Mau chứ không có nhà ở thành phố. Rồi, à, chị giới thiệu cho em sơ về cái tình trường của mình đi. Chị Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, mình đã kết hôn chưa? gia đình
6 năm, hơn 6 năm rồi đó. Tới giờ chị không có mối tình nào nữa. Chị không có ai hết. Có mình có bé nữa không chị? Có, chị có hai đứa. Hai đứa con gái. Hai đứa con gái rồi. Chị nói cho em nghe về cái câu chuyện hôn nhân của chị ha, chị quen anh ấy ra sao, lý do tại sao hai người lại ly hôn? Cuộc hôn nhân của chị hả? Thì nói chung là chị có người chồng ăn nhậu chơi, nói chung là tứ đổ tường luôn đó. Trai gái có ăn nhậu có, chị cũng chịu đựng hết mười mấy năm. Chị sanh em bé xong có lấy chồng xong rồi chị sinh em bé, chị thấy gì đó em bé nó còn nhỏ, chị thấy tội. Cái chị gán rồi chị, nói chung là chị cũng làm đủ mọi kiểu mọi cách để cho thay đổi, nhưng cuối cùng không thay đổi. Ăn nhậu gái chơi bời leo lỏng, nói chung là không có tu chí, không có thương vợ thương con. Thì cuối cùng chị mới quyết định chia tay, tại sáu năm mấy mới ly hôn. Bởi vì chị sợ, không có dám quen ai luôn, không có dám. Lấy chương trình ấy thì thấy nó cũng phù hợp, cho nên là chị muốn kết nối chương trình của mình. Nhưng mà ảnh mỗi lần ảnh nhậu về làm chị có bị như là phủ phu hay gì không chị? Có, lâu lâu cũng có. Mà nhậu vô rồi đó là cái bản tánh, nói chung là lúc không nhậu thì rất là hiền. Cũng làm nói chung cũng hiền, nhưng mà ngày nào cũng nhậu hết chứ, có ngày nào không đâu. Ngày nào cũng nhậu, nhậu về say vừa vừa thì đợi mà xỉn quá là quậy quạng, đập đồ đập đạc đồ, nói chung là không có kiểm soát được. Lúc đó mình cũng không nói được, kiếm chỗ đi thôi, chứ còn nói với mấy người những lúc như vậy thì chỉ có thiệt thân mình thôi. Chị ghét cái gì kèm mà không nổi, ghét cái gì chị bất mãn, chị mẹ mình ly hôn luôn. Giờ con là đang ở chị hết chị? Ở chị, hai đứa ở chị. Nhưng mà hiện giờ đang học ở Cà Mau á, ở với dì với ngoại Cà Mau, còn chị lên Sài Gòn chị đi làm lâu rồi, rồi hơn năm nay. Từ lúc ly hôn 6 năm nay là mà chị không quen ai, do chị bị ám ảnh ông chồng đúng không? Chị bị ám ảnh rất là nhiều. Nói chung là rất nhiều nhiều người ở Cà Mau quê chị á, là đi nói chị nhiều lắm. Nhưng mà chị không nói chung là cũng không có tình cảm, một phần với một phần mình thấy nó ngán ngẩm quá à. Thấy bây giờ 10 người không biết được người không, cái chị thấy gì cái chị cũng không dám quen luôn, không qua lại luôn, mà không nói chuyện với ai luôn tới giờ luôn đó, 6 năm mấy rồi. Dạ rồi, vậy thì tới với cái một bạn trai hiện tại bây giờ lên với chương trình đó, là chị mong muốn người bạn trai như thế nào về ngoại hình đi, chị cao mét bao nhiêu ạ? Nói chung là cao hơn chị cũng phải, chị cao như không mấy, chị thích người hơi cao lớn một chút, chứ chị không thích nhỏ, người hơi cao lớn một chút dễ nhìn một chút, đừng có già quá. Hàng cỡ chừng mấy đổ hàng lại. Hả, hàng cỡ chừng như chị ở năm mấy đổ lại được rồi. Còn nếu như tính theo tuổi thì chị hợp với tuổi, chị chọn một người tuổi, một là tuổi Tuất, hai là tuổi Sửu, ba là tuổi Thìn. Thìn là lớn hơn chị không nha, Thìn 76 tuổi, 3 tuổi đó được. Về nghề nghiệp thì anh ấy như thế nào được chị? Sao? Nghề nghiệp ạ. Nghề nghiệp thì thấy có công việc làm ổn định, nói chung là lo cho chị được. Chị cũng làm chứ không phải không làm, nhưng mà một người đàn ông thì chị phải muốn là vững vàng chị nghĩ. Hôn nhân rồi cùng hoàn cảnh được không chị? Sao? Cũng dạng giống như ly hôn giống như chị đó. Dạ. Được. Chị nói là bình thường thôi. Chỉ có cần một người đó nói chung là có đạo đức, nghiêm chỉnh trong hôn nhân, không chơi bời, không ăn nhậu. Nói chung thì cái người chồng cũ của chị đó thì bây giờ nó phải đổi ngược lại thôi, chứ giờ chị đâu có chọn người giống như vậy nữa. Nghiêm túc. Dạ. Yeah. Không chơi bời. Nói chung là nhậu thì bây giờ thì ai cũng nhậu thôi, ai cũng, nhưng mà nó nhậu nó có chừng mực. Công việc làm ăn của người ta, lâu lâu đám tiệc bạn bè, cái chuyện đó là mình không có khó lắm, nhưng mà đừng có quá.
đừng có ăn nhậu bê bết, ngày nào cũng say cũng xỉn, bỏ bê công việc, bê gia đình vợ con. Chứ còn mình nói một cách tuyệt đối thì không 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 có đâu. Không nhậu được thì tốt nhưng mà ít lắm, bây giờ thời buổi giờ ít lắm. Dạ rồi. Chị không biết ăn biết nhậu gì luôn á, chị không có thích mấy cái đó luôn. Bây giờ phụ nữ Dạ. lắm mà chị không thích. Nói chung là cuộc sống mình thấy sống một cách lành mạnh đi nó tốt hơn, nên là chị cũng hơi khó tánh, nói chung cũng hơi khó tánh, cho nên là cũng không không có tìm được ai, cũng không chưa thấy ai vừa bụng vừa mắt mình, chứ không phải. Không phải, tại do chị bị ám ảnh cái người chồng trước nên là cái chuyện đó chuyện bình thường, chị không sao chị. Cho nên là chị mới trở nên khó tánh đó. Mình cảm thấy như cuộc sống bây giờ là hầu như là không có ai theo cái ý mình muốn được, nên là chị không dám bước chân vô. Mà hầu là như vậy, chị thấy hầu là như vậy, thấy ngày nào cũng say, ngày nào cũng xỉn, ngày nào cũng tụ tập ăn nhậu là chị không có thích rồi. Ví dụ như lâu lâu đám tiệc, lâu lâu bạn bè hay đám tiệc gì đó thì mình nhậu xỉn về ngủ một giấc, ngày mai làm, ví dụ như cỡ tuần hay gì con đó gì đó, mà ngày nào cũng có đồ nhậu, đồ ăn, đồ nhậu gì đó bê bết. Phụ nữ cũng gì đó, phụ nữ bây giờ cũng vậy luôn. Để chị đi đám đi tiệc, chốc lát chị về chị không có thích mà ngồi mà cà kê, mà ôi trời ơi, phụ nữ nhậu vô là cũng tào lao dữ lắm luôn, chị cũng không thích. Bởi vì tánh chị cũng hơi hơi khó thiệt, hơi khó, cho nên là không có tìm được luôn. Rồi, chị có hát ca hát gì được không chị? Sao Mình có tài lẻ ca hát gì được không? mà chị thích nhạc lắm, chị mê hát lắm, chị có nhiều đó thôi, chứ còn ngoài ra là những cái sở trường chơi bời là chị không có gì hết trơn á. Chị thích mê Rồi, hát. chị hát cho em nghe thử đoạn được không? Ví dụ như là chương trình mình chỗ tài ca hát của mình ha. Chị không có hát được đâu, chị không có đến chỗ đông người, chị không có hát được đâu. Vậy mình tự tin thử lần thử. Hả? Vậy mình tự tin thử một lần thử. Nhát lắm, bởi vì Nên là giờ không sao, bây giờ chị nhìn chỗ khác chị hát thử nè, tại ví dụ như lên là mình cũng phải giao lưu văn nghệ chút xíu á chị. để chị tập từ từ thôi, chứ bây giờ mà bắt chị mà làm cái bọn chị không có làm được. Ok, cái gì lên chương trình là tập ha. Giờ đây cũng chỉ là một buổi cast bản quyền hò thôi, thì coi là câu chuyện của chị như thế nào á, thì nếu mà lựa chọn được một người phù hợp với chị là sẽ có một bạn làm việc với chị sâu hơn nha chị. Dạ. Cảm ơn chị nha.